Xem này cáo, đúng như tao nghĩ. Sau khi trải qua giai đoạn bắt đầu là rank 1, rồi rank 2, rank 3 và cao hơn nữa. Có thể còn nhiều con quái vật mạnh mẽ, nhưng mình sẽ trở nên mạnh hơn chúng. Bởi vì mình không muốn chuyện tương tự xảy ra. Quá trình tiến hóa bắt đầu. Ngu Tử Du. Loài: liễu đột biến. Tuổi: 0.4/200 năm. Điểm tiến hóa: 51. Cấp độ: rank 1. Đám dây leo bị mất đã mọc lại rồi. Thân cây cũng lớn hơn một chút. Điểm tiến hóa: 51. Sói lửa đột biến giai đoạn 7. Chim cắt đột biến giai đoạn 5. Chúng hình như cũng ảnh hưởng bởi ánh sáng. Sói lửa và chim cắt đều đã tiến hóa. Vậy là việc tiến hóa của mình có ảnh hưởng đến chúng. Tám nhóc chia ra tìm xem con rắn rìu chiến trốn đâu rồi. Tốc độ của chúng như đường đạn bắn ra vậy. Khả năng chúng có thể dễ dàng xuyên thủng đại bàng vàng hay cơ thể mấy sinh vật khác. Không chỉ có chúng, nhóc cũng mạnh lên rất nhiều đấy. Bắt đầu giai đoạn 7. Mình cảm thấy tràn trề sức sống. Cho ta xem cửa sổ trạng thái. Đạt rank 1, chắc kỹ năng và trạng thái thay đổi nhiều lắm đây. Cứu tôi. Tại sao? Lại là hai cô gái đó. Tại sao chúng lại rượt theo chúng ta? Đừng hỏi chị, biết chết liền đó má. Bởi vì mình tiến hóa tỏa ra năng lượng dồi dào thu hút chúng tới sao? Đối với tao chúng mày như liều thuốc an thần vậy. Đại bàng vàng hay rắn rìu chiến tao cũng cần hết. Nhưng không có nghĩa là tao đánh giá chúng mày ngang hai con đó. Con cáo và đám chim đang bảo vệ chúng ta sao? Như cuộc chiến của muông thú vậy. Chúng không dám tiến lại gần nữa. Cáo lửa. Mấy nhóc lùi lại đi. Đến giờ anh mày thể hiện rồi. Ta phải cho mấy thằng nhóc mới nhú này biết ai là trùm khu này. Chúng mày thích giỡn mặt với tao à? Tao sẽ cho chúng mày thấy con quái vật thật sự. Tao sẽ cân cả lũ chúng mày. Tất cả chúng mày, vào hết đây. Tất cả các ngươi, trở thành điểm tiến hóa đi.